hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay Hôm nay là tối ngày thứ hai tại Hoa Kỳ Bây giờ là khoảng 7 giờ 40 phút tối giờ Cali ở Việt Nam Chúng ta đã bước qua là ngày thứ ba rồi Và tuần này là một tuần mà rất là sôi so động các bạn Có rất nhiều những thông tin chúng ta sẽ nhận được những tài liệu ngày mai Như là liên quan đến cái chỉ số phần trăm lạm phát CPI sẽ công bố rất là sớm giờ Hoa Kỳ Có nghĩa là tối ngày hôm nay tại Việt Nam Chúng bạn sẽ nhận được cái thông tin đó tôi sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn Chúng ta cũng sẽ nhận được cái thông tin liên quan đến những chi tiết Về cái email của giám đốc mình của SEC về cái vụ kiện giữa SEC và Ripple ta cũng sẽ chia sẻ thêm chi tiết với các bạn. Chúng ta cũng có rất nhiều những cái thông tin nổi bật ngày hôm nay, nhất là liên quan tới những cái sự kiện trong tuần này chúng ta cũng sẽ có cái sự công bố lãi suất của Fed sẽ công bố vào ngày kế đó, nghĩa là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ và còn nhiều những thông tin khác nữa nhưng mà trước hết chúng ta hãy nhìn vào tình hình chung của thị trường đó, thì các bạn đã thấy được là chứng khoán hôm nay rất là xanh luôn các bạn hầu như đó là mọi người đang rất là kỳ vọng chúng ta sẽ có một cái chỉ số phần trăm lạm phát CPI rất là tốt và chúng ta cũng sẽ có được cái thông báo chính thức đến từ Fed một ngày sau đó là Fed sẽ ngừng tăng lãi suất đó là kỳ vọng của mọi người hiện bây giờ chúng mình nhìn một pre market thì sau một ngày tăng trưởng đó, chúng ta thấy được pre market bây giờ không có sự tăng trưởng nhiều chúng ta thấy được là hầu như là dậm chân tại chỗ chờ đợi thông tin liên quan đến chỉ số CPI của Hoa Kỳ chúng ta thấy được cả ba chỉ số Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures đều không có sự thay đổi lớn chúng ta sẽ thấy được là hợp đồng của vàng đó thì vẫn dưới 2.000 đô các bạn ở mức bây giờ là 1.971 đô cho một ounce vàng. Còn về hợp đồng dầu thì sao các bạn hợp đồng dầu đó thì lại tiếp tục xuống nữa bây giờ đã dưới 70 đô cho một thùng dầu rồi. Còn một crypto thì sao các bạn BTC nói riêng thì chúng ta thấy được là cả ngày hôm nay BTC nằm ở cái mức là khoảng 26.000 đô Nói chung thì không có nhiều sự thay đổi so với lại ngày hôm qua và ngày trước đó các bạn Chúng ta vẫn xoay quanh mức là khoảng 26.000 đô Còn về cả thì crypto đó thì tuy chúng ta thì được là có một chút xíu mà sản xuất hiện Nhưng mà nếu như mà chúng ta nhìn kỹ lại đó thì phần lớn những đồng crypto đó cũng không thay đổi bao nhiêu các bạn Chúng ta thấy được là BTC Ethereum thì tăng một phần trăm những đồng khác thì cũng tương tự như vậy mà thôi ngay cả những đồng mà xuống nhiều các bạn giống như là Cardano thì các bạn thấy được là trong vòng 7 ngày qua là xuống 20% Mặc dù hôm nay họ phục lại 3.5 nhưng mà một tuần qua đó vẫn xuống rất là nhiều Đây là những đồng mà bị ảnh hưởng bởi cái dự kiện của SEC và Coinbase Chúng ta nhìn thấy được là BNB cũng như vậy xuống 16% trong vòng một tuần qua Chúng ta cũng có Solana xuống 22%, Polygon xuống 22% các bạn Đây vẫn là những đồng mà bị Newton bởi SEC Nói chung đó, thì cái vụ kiện của SEC này chúng ta thấy được là không có ảnh hưởng lớn đối với giá cả của BTC và Ethereum đương nhiên cũng xuống một chút nhưng mà có sự ảnh hưởng đối với lại những đồng altcoin thì rất là nhiều và tổng số vốn hóa bây giờ đây thì chúng ta xoay quanh mức là khoảng 1.1 nghìn tỷ đô la và chúng ta bây giờ hãy bắt đầu nói tới những thông tin nổi bật đi chúng ta cũng có những cái cập nhật liên quan tới vụ kiện và liên quan đến SEC đầu tiên hết thì cái thông tin mà nhiều người chờ đợi bây giờ thị trường tài chính nói chung thì đang chờ đợi cái tài liệu liên quan đến chỉ số phần trăm lạm phát CPI sẽ được công bố vào ngày mai tại Hoa Kỳ các bạn vào khoảng 5 giờ rưỡi sáng giờ Cali nghĩa là khoảng chừng 7 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam ngày hôm nay các bạn sẽ nhận được thông tin đó và CPI tháng vừa rồi đó là 4.9% các bạn kỳ vọng tháng này CPI giảm xuống 4.0% giảm rất là sâu luôn các bạn. Và core CPI đó thì tháng rồi ước tính là 5.5%, kỳ vọng tháng này là 5.3%. Đây là cái kỳ vọng đến từ Market Watch. À, chúng ta cũng thấy được là Charlie Bilalo cũng là một trong những người nổi tiếng trên Twitter thì cũng đã có một bài bỏ phiếu riêng nói là với Fed đó thì phần lớn những công ty lớn nghĩ là chỉ số phần trăm lạm phát ngày mai đã CPI là khoảng chừng đâu đó là 4.1% thì cái con số 4.1% này khi mà chúng ta so sánh với lại cái ước tính từ Market Watch thì nó cũng khác nhau 0.1% mà thôi. Nói chung đó thì cái xu hướng của mọi người đều nghĩ là chúng ta sẽ có cái phần trăm giảm của CPI rất là sau ngày mai. Các bạn thấy được là từ 4.9 mà xuống còn 4.1 hay là 4.0 thì giảm rất nhiều. Thì bây giờ mọi người trên Twitter nghĩ sao? Có 5.220 người đã bỏ phiếu các bạn. Và chúng ta thấy là phần lớn nhất 46.9% nghĩ là chúng ta sẽ có cái phần trăm làm phát CPI hơn 4.1%. À, chúng ta có 20% cỡ đó nghĩ là phần trăm lạm phát sẽ đâu đó khoảng 4.1% và chúng ta có 32% nghĩ là sẽ dưới 4.1% thì nếu như mà hơn hay là cỡ đó hay là dưới thì ra sao thì chúng ta sẽ nhìn vào một cái nhận định đến từ JP Morgan. Thì JP Morgan đã đưa ra cái nhận định là nếu như ngày mai Chúng ta có chỉ số CPI mà hơn 4.9 thì à, coi như hãy quên đi các bạn, chúng ta hãy đừng nhìn tới thị trường nữa Tại vì thị trường sẽ rất là đỏ ngày mai, nếu như mà chỉ số CPI cao hơn cái tháng vừa rồi nữa các bạn Thì đưa theo JP Morgan, á, chỉ số S&P 500 sẽ xuống từ 2.5 trên 3% Nếu như mà chỉ số CPI chính giữa mức là 4.5 tới 4.8% thì à, thị trường cũng sẽ giảm từ 1% tới 1.5% và thị trường ở đây chính là chỉ số S&P 500. JP Morgan nói nếu như mà phần trăm CPI từ 4.2 tới 4.4 đó thì thị trường sẽ tăng 0 tới 0.5%. Nếu như mà CPI từ 4 tới 4.2 thị trường sẽ tăng 0.75 tới 1.25 và nếu như mà CPI dưới 3.9% đó thị trường sẽ rất là xanh luôn đó là nhận định đến từ JP Morgan cái mà thường có thể chia sẻ với các bạn đó là nhận định là chúng ta nghe cho vui thôi chứ còn những đợt trước đây đây JP Morgan lúc nào cũng đưa ra những nhận định như vậy nhưng mà lúc nào cũng không đúng sự thật đó các bạn đúng là nếu như mà chúng ta thấy chỉ số CPI mà hơn 4.9 thị trường sẽ rất là đỏ đó là điều thường đồng ý nhưng mà đỏ bao nhiêu đâu ai biết được các bạn nếu như mà chúng ta thấy được chỉ số CPI mà dưới 4.0 đó thị trường thường nghĩ sẽ rất là xanh. Còn nếu như mà chỉ số CPI giữa 4.1 từ 4.9 thì rất là khó nói các bạn. Cho nên những bài nào mà thích trade những ngày mà có CPI thì các bạn cũng nên cẩn thận tại vì thị trường thường sẽ rất là dao động khi mà chỉ số CPI công bố. Nhưng mà điều mà thường quan tâm nhiều hơn đó không phải là chỉ số CPI giảm bao nhiêu các bạn thường nghĩ là xu hướng giảm là xu hướng chúng ta sẽ thấy ngày mai chứ không có tăng hơn 4.9 đâu. Nhưng mà cái mà chúng ta quan tâm tâm nhiều hơn đối với thuận đó là chúng ta nên để ý đến chính là core cpi các bạn core cpi là cái chỉ số mà không tính năng lượng và thực phẩm chúng ta cũng đã để ý đó là tuy chỉ số CPI nói chung à, thì tốc độ giảm rất là nhanh nhưng mà core CPI đó thì giảm rất là chậm các bạn và thậm chí có tháng vừa rồi thường nhớ là core CPI giữ nguyên hay là thậm chí còn tăng lên một chút nữa nhưng mà chúng ta thấy được kỳ này ước tính thì core CPI giảm 0.2% từ 5.5 xuống còn 5.3 và cái phần trăm này nó phản ảnh sự thật hơn là chỉ số CPI nói chung tại vì các bạn thấy được là chỉ số CPI giảm mạnh phần lớn là tại vì năng lượng giảm mạnh các bạn chúng ta cũng đã thấy nhiều gì đã thông qua một cái tài liệu đó chính là chỉ số hợp đồng tương lai của dầu đó thì giảm liên tục các bạn bây giờ đã dưới 70 đô la rồi à, thì đây là một trong những yếu tố dẫn đến chỉ số CPI nói chung giảm xuống nhưng mà người dân thì cũng đâu chỉ đi mua xăng dầu tối ngày các bạn người dân cũng phải đi mua à, những mặt hàng khác phải đi mua quần áo, phải đi mua xe, phải đi mua nhiều thứ khác cho nên core CPI nó rất là quan trọng và đó cũng là một trong những trọng điểm mà chủ tịch John Powell rất, rất quan tâm đến hãy xem coi là ngày mai kết quả sẽ ra sao chúng ta sẽ biết sớm rồi đương nhiên tất cả những thông tin này đều sẽ ảnh hưởng đến một cái sự kiện lớn khác sẽ xảy ra trong tuần này các bạn đó chính là sự kiện Fed công bố lãi suất còn khoảng chừng một ngày 15 giờ nữa và Fed sẽ công bố lãi suất ngày Hoa Kỳ là ngày 14 tháng 6 các bạn và chúng ta nên nhìn thấy được là ngay thời điểm bây giờ đó thì 87% hợp đồng tương lai trên CME Nhiên về là Fed sẽ ngưng tăng lãi suất đợt này chỉ có 12.3% nghĩ là Fed sẽ tiếp tục tăng thêm 0.25 mà thôi và thuần bây giờ cũng đương nhiên nhiên về là Fed sẽ ngưng tăng lãi suất các bạn vì nhiều lý do thường chia sẻ gần đây không có đơn giản bây giờ là Fed tăng lãi suất hay là ngưng tăng để quản lý cái phần trăm lạm phát nữa chúng ta đã có nhiều sự kiện hơn liên quan tới ngân hàng liên quan đến công à, trái phiếu liên quan đến nhiều thứ các bạn cho nên không có đơn giản là chúng ta chỉ quan tâm đến một đề tài duy nhất là phần trăm lạm phát cho nên tôi nghĩ là fed sẽ có quyết định ngưng tăng lãi suất đợt này và nhất là chúng ta đã thấy có nhiều quan chức bỏ phiếu của fed đã đưa ra những cái dấu hiệu là fed sẽ tạm ngừng lãi suất cho đến bây giờ đó chúng ta nên hiểu là cái mà fed nói đến gần đây đó chính là sẽ tạm ngừng lãi suất mà thôi chứ không phải là ngưng từ đây về sau luôn. Tại vì chúng ta đã thấy được là ngay cả tài liệu trên CME đó nếu chúng ta nhìn vào cái cuộc họp tháng 7 đó thì chúng ta lại thấy là có 59.1% cái phần lớn hơn nghĩ là Fed cho dù là ngưng tăng đợt này thì tới tháng 7 cũng sẽ tăng thêm 0.25% và chúng ta thấy được là đến cuộc họp tháng 9 đó, thì vẫn sẽ giữ ở mức 5.25 tới 5.5 nghĩa là sau khi tăng tháng 7 rồi sẽ giữ nguyên mức đó mãi trên khi nào các bạn mãi cho đến tháng 11 của năm nay thì chúng ta mới thấy được là phần lớn mọi người là Fed sẽ giảm 0.25 lãi suất xuống còn 5 tới 5.25 và sẽ giữ đó kết thúc năm nay. Ở cái mức lãi suất y như hiện bây giờ đó là những gì mà phản ánh được ở trong cái tài liệu hợp đồng tương lai của CME đương nhiên thông tin này nó sẽ thay đổi liên tục khi mà chúng ta có thêm tài liệu nhất là từ những lời nói của chủ tịch John Powell nếu như mà Fed quyết định ngưng tăng lãi suất thì nghĩa ông ta sẽ nói là tạm ngưng chờ một tháng xem có tình hình ra sao thì tới tháng 7 mới quyết định kế tiếp nhưng mà nếu như mà với cái đà này đó, thì chúng ta sẽ khó thấy được phần trăm lãi suất giảm xuống dưới cái mức hiện tại nếu như mà chúng ta nhìn vào cái ước tính của hợp đồng tương lai hiện bây giờ CME đó thì hầu như chúng ta sẽ kết thúc năm nay ở cái mức lãi suất ngay bây giờ tại vì họ sẽ tăng tháng 7 rồi giữ nguyên cái đó cho đến uh, tháng uh, 11 giảm một lần rồi tới tháng 12 giữ nguyên một chỗ thì coi như là cũng mức bây giờ mà thôi. Kỳ vọng của thuận như bạn đã biết là năm nay Fed sẽ ngân tăng lãi suất và Thuận vẫn kỳ vọng là tới cuối năm nay đã Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất. Tuy là chúng ta thấy là Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 11 nhưng mà chỉ giảm lãi suất sau khi mà đã tăng 0.25 tháng 7 rồi. Coi như cũng không có hơi hứng gì các bạn. Lãi suất vẫn sẽ cao như là bây giờ. Thì uh để xem coi tình hình như thế nào Đây là nhận định của Thuận các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới Rồi chúng ta cũng sẽ có một cái thông tin lớn được chia sẻ ngày mai các bạn Đây là cái thông tin liên quan tới vụ kiện giữa Ripple và SEC Chúng ta cũng đã biết là một trong những cái tài liệu quan trọng mà bên Ripple đã đòi hỏi từ bấy đâu nay đến từ SEC Đó chính là văn bản qua lại email của cụ giám đốc Hinman của SEC Đó là người mà đã tuyên bố năm 2018 Ethereum không phải là chứng khoán Và SEC đó đã không giao ra tài liệu này Và bên công ty Ripple đã đòi hỏi liên tục Cuối cùng thì tòa đã phán Là SEC phải giao ra Tại vì những lập luận của SEC nói là không giao ra Những tài liệu này Tại vì nó liên quan đến cơ mật quốc gia Nhưng mà tòa án đã bác bỏ Nói là đây là một cái vụ kiện và đây là một bằng chứng Quan trọng không liên quan gì đến Cơ mật quốc gia hết Và bây giờ chúng ta sẽ sắp sửa có được văn bản đó theo tôi hiểu bây giờ đó thì luật sư Ripple đã có văn bản đó rồi ngày mai đó người mà sẽ tung văn bản này ra thị trường đó chính là công ty Ripple chứ không phải là SEC SEC đã giao ra cho công ty Ripple và thông sẽ chia sẻ một phần những gì các bạn cần nên hiểu email của cụ giám đốc Hin mình sẽ được công bố ngày mai đây là những gì mà chúng ta có thể mong đợi thứ nhất đó là email có thể nêu rõ lý do tại sao mà SEC nói Ether không phải là chứng khoán năm 2018 Nhưng mà nào mà đã vào thị trường này thời điểm đó cũng nên nhớ là ở trong cái hội nghị của Yahoo Finance thì giám đốc Hinman mình lúc đó đã tuyên bố Ether với những gì ông ta hiểu hiện thời điểm đó đó là không phải là chứng khoán Đó là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa Nếu như có đủ thông tin chi tiết thì đây sẽ là cơ sở để công ty Ripple sang Coinbase và sang Binance sử dụng để đáp lại SEC về lý do tại sao các crypto khác cũng không phải là chứng khoán bằng cách sử dụng logic trong email đó là điểm thứ nhì tại vì cho tới bây giờ đó chúng ta thấy được là những cái logic được chia sẻ với SEC trong những cái vụ kiện nó cũng chung chung mà thôi nhưng mà đó chỉ là những cái logic chia sẻ tại sao mà đồng này chứng khoán đồng kia là chứng khoán nhưng mà chúng ta lại chưa thấy cái logic liên quan tới tại sao một đồng lại không phải là chứng khoán đây là điều mà chúng ta đang chờ đợi Điều thứ ba, tuy nhiên một số nội dung nó sẽ bị ẩn để bảo vệ các cá nhân liên quan theo sự chấp thuận của tòa án. Thì không biết là bao nhiêu tài liệu sẽ à, bị ẩn. Nói chung đó, thì tại sao lại ẩn như vậy và tại sao tòa án lại chấp nhận. Thì SEC lập luận đó là một số những người thật ra họ cũng không có liên quan đến vụ kiện. À, họ chỉ có tên trong những cái văn bản qua lại này mà thôi. Nhưng mà họ cũng không có liên quan và không ảnh hưởng đến kết quả của vụ kiện này. Cho nên ẩn sẽ tốt hơn là hiện những tên đó ra. Thì cuối cùng đó cả ba bên công ty Ripple, SEC và tòa án cũng đã đồng Mỹ. kế đó đó thì email này cũng có thể đưa ra bằng chứng cho thấy là giám đốc hình mình thiên vị và bảo vệ tư vì lợi cá nhân không biết là có bằng chứng nào hay là không nhưng mà nếu như mà trong email chứng minh điều này đó Tại vì trong cái số lượng email này đó, cũng có những cái email mà nhiều người tin là chứng minh được là cụ giám đốc Hinman đã có sự qua lại với một văn phòng luật sư mà ông ta làm trước đây và có khả năng là ông ta đã nhận được lợi ích để nói y tờ không phải là chứng khoán. Cái này là những lời cáo buộc mà thôi các bạn chúng ta vẫn chưa có bằng chứng. Nhưng mà nếu như chúng ta tìm thấy được bằng chứng ở trong số lượng email này thì sao các bạn? Điều này đương nhiên không giúp ích gì được cho Ethereum Nhưng mà cũng không giúp ích gì được cho tất cả những dự án khác các bạn Tại vì nếu như mà thật sự SEC có vấn đề và thiên vị đó, thì những lập luận cho Mimo đó cũng không sử dụng được Nhưng mà ít nhất nó sẽ cho thấy rằng SEC không công bằng và vì tư lợi Do đó thúc đẩy dư luận chống lại SEC Điều này có lợi khi mà những vụ kiện này được đưa ra tòa trước bồi thẩm đoàn Bồi thẩm đòn là những người bình thường thôi các bạn thì khi mà họ thấy được là SEC đã có sự thiên vị hay là đã có ác ngảm, à, với thì crypto này trước đó rồi và chỉ thiên vị những đồng mà à, có lợi ích cho SEC thôi thì nó sẽ giúp ích được cho những lập luận đó khi mà thực sự ra tòa trước bò thẩm đoàn Tuy các email này sẽ không thay đổi lập luận của How We Test How We Test vẫn là căn bản luật hiện bây giờ để xem coi một cái về chứng khoán các bạn thôi đã chia sẻ chi tiết trong cái video ngày hôm qua Nếu mà nào mà chưa xem thì hãy xem để hiểu hơn về How We Test nhưng mà có thể sẽ cho thấy khó khăn trong việc áp dụng tiền lệ của những năm 1930, 1940 vào công nghệ hiện đại. Các email có thể sẽ giúp cho Coinbase và Ripple khi ra tòa và hy vọng thúc đẩy các nỗ lực của lưỡng đảng trong quốc hội. Thì đây là những gì mà chúng ta có thể kỳ vọng từ email này à, Có thể chúng ta kỳ vọng hơi nhiều nhưng mà hãy xem coi là ngày mai đó email được tung ra Thì chúng ta có thể học được gì trong đó rồi bây giờ chúng ta hãy chuyển qua để mà cập nhật một số thông tin liên quan tới SEC và Coinbase và Binance đi thì uh, chúng ta cũng có một nhận định đến từ Cathy Wood các bạn thì Cathy Wood là người đứng đầu của Ark Invest như bạn đã biết là một trong những người mà rất bullish về crypto và rất bullish về Coinbase và các bạn cũng đã biết là sau khi mà Coinbase bị kiện uh, thì Ark Invest uh, vẫn không ngần ngại mà đã thu mua thêm 400.000 cổ phần Coinbase đáng giá khoảng chừng là 21 triệu Ark Invest bây giờ đã, đã trở thành là cổ đông lớn thứ nhì của sàn Coinbase rồi thì những gì mà Cathy nói đó đương nhiên các bạn uh, cũng phải hiểu là Cathy Wood là một trong những người rất yêu thích Coinbase và là cổ đông lớn. Thì trong một cuộc phỏng vấn đó, người ta hỏi Kathy Wood về à, nghĩ gì về vụ kiện giữa SEC và Binance và SEC và Coinbase. Thì Kathy uh, Wood cũng nói như gì mà chúng ta cũng đã bàn luận tới rồi. Hai vụ kiện này đó có phần giống nhau nhưng có phần khác nhau. Cái phần giống nhau đó là liên quan đến những sản phẩm, những token là chứng khoán. Cho nên hai sàn này đó là cho giao dịch chứng khoán mà không có đăng ký. Đó cái phần giống nhau các bạn. Nhưng mà cái phần khác nhau đó là SEC chỉ kiện sàn Coinbase nhưng mà đối với lại Binance là họ kiện luôn. À, cả CZ Cho nên đó là cái phần khác nhau ở đây Và vì lý do đó, đó Cathy Wood nói là những lời cá buộc đó Thật hay không thì không biết Nhưng mà những lời cá buộc đó nó sẽ có trọng lượng hơn Và khả năng đó đối với lại Cathy Wood Thì sàn Binance US sẽ phải rút lui ra khỏi Hoa Kỳ à, Và vì lý do đó, đó thì Cathy Wood rất bullish Và Coinbase nghĩ là Coinbase sẽ chiến thắng được SEC Và khi đó Binance US đã không còn là đối thủ ở Hoa Kỳ nữa Thì sàn Coinbase sẽ có thị phần lớn hơn đó là nhận định đến từ Cathy Wood, cổ đông lớn thứ nhì của Coinbase nhưng mà không phải không nghĩ như vậy đâu các bạn Tại vì chúng ta có thêm một nhận định nữa Đây là đến từ giáo sư Alexander Thì người cũng đã phỏng vấn ở Trên đài CNBC ở châu Âu các bạn thì người này đó có một nhận định khác nói là SEC cũng chưa chắc có thể chiến thắng được Binance đâu à, vì một lý do đó chính là kiện tụng rất tốn thời gian và rất tốn tiền và sàn Binance US là một sàn mà có rất nhiều tiền họ có thể kéo dài cái vụ kiện này họ có thể mướn nhiều luật sư nổi tiếng à, để có thể là biện luận cho họ cho nên chưa chắc là SEC chiến thắng đâu các bạn thì khi mà nói tới điều này đó nhiều bạn à, có thể nghĩ là SEC là đơn vị của chính phủ thì đương nhiên xài tiền bao nhiêu cũng được thì cũng không hẳn đâu các bạn à, thật ra đó hàng năm SEC cần phải có được một cái phần tiền hoạt động đến từ quốc hội và cái phần tiền đó là bao nhiêu thì tùy theo mỗi năm các bạn dựa theo tài liệu từ USA Spending.gov thì SEC đó năm nay năm tài chính này đó thì được con số là 2,99 tỷ đô la để mà hoạt động. Thì tới bây giờ đó, bây giờ là chúng ta có thể nghĩ là cũng gần nửa năm rồi các bạn. Nửa năm à, thì SEC đã xài khoảng chừng 54.4% của cái số tiền đó rồi, nghĩa là 1.36 tỷ. Như là SEC còn à, khoảng chừng phân nửa số tiền này mà thôi. Thì các bạn nên hiểu là SEC là một đơn vị mà có rất nhiều nhân viên các bạn và có rất là nhiều những bộ phận khác nhau chứ không phải là SEC chỉ là một bộ phận duy nhất đi kiện mọi người đâu. SEC đó chúng ta hay được là cần phải trả lương cho chủ tịch trả lương cho những quỹ viên à, trả lương cho tất cả nhân viên mà họ có tới hàng ngàn nhân viên lận và họ có nhiều bộ phận khác nhau lo về nhiều phần giống như chúng ta nói tới là bộ phận liên quan tới tài chính bộ phận liên quan tới phân tích kinh tế bộ phận liên quan tới thực thi pháp luật có nghĩa là điều kiện và đi đòi những công ty bồi thường chúng ta có cái bộ phận liên quan tới là đi kiểm tra những công ty À, bộ phận liên quan tới quản lý đầu tư, bộ phận liên quan đến trading và thị trường. Các bạn thấy được là chúng ta cũng có à, một người nữa à, liên quan đến SEC đó chính là tổng thanh tra. Và bên dưới này chúng ta lại có hàng loạt những nhân viên luôn các bạn. Để các bạn hiểu chi tiết hơn đó thì SEC cái số lượng nhân viên năm tài chính năm 2022 đó các bạn thấy được là đã có tới 4965 Tính tới năm nay thôi chúng ta đã có tới 5.303 nhân viên và ước tính năm sau đó lên tới 5.473 nhân viên con số lượng người làm việc cho ATC rất là nhiều luôn các bạn Và những điều kiện mà chúng ta biết đến trong crypto đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi Như là điều kiện liên quan tới Binance, Coinbase scale vân v Đây là một phần của những gì mà SEC đang phải đối đầu pháp lý tới bây giờ thôi các bạn, chứ còn tính hết tất cả đó thì ước tính Các bạn thấy được là năm 2023 năm tài chính này đó thì có tới 240 vụ kiện Năm ngoái kết thúc đó đã là 231 vụ kiện à, vẫn còn đang được mở như là kết thúc các bạn mà năm nay lên tới 240 Và ước tính năm sau đó thì lên tới 245 vụ kiện Chúng ta chỉ nghe nói tới những vụ kiện trong thành khu này mà thôi Nhưng mà SEC thật sự là có rất nhiều vụ kiện cái mình thì muốn chia sẻ ở đây đó là scc đơn vị mà không phải là muốn xài bao nhiêu tiền cũng được các bạn họ có cái số lượng chi phí ấn định đến từ quốc hội và họ phải xài trong phạm vi đó và đương nhiên ra tòa phải rất tốn kém các bạn những luật sư làm cho scc đương nhiên phải lãnh lương rồi chứ đâu phải làm free đâu cho nên cái số lượng tiền họ có Cũng có hạn luôn Chúng ta có thể nhìn thấy được à, Dựa theo cái tài liệu đến từ SEC đó Nó khác với con số chúng ta nhìn vào Từ trang web này một chút Trang web này là USAspending.gov Nhưng mà cái tài liệu chính thức từ SEC đó Thì à, họ nói là họ đã kêu gọi quốc hội đó Đưa cho họ tổng cộng là khoảng chừng à, 2.1 tỷ đô la các bạn Và cái con số đó đó Thì à, họ để riêng ra khoảng chừng là 683 triệu dùng cho việc kiện tù thực thi pháp luật các bạn thì cái con số này nó chỉ là một phần của tổng số tiền mà SEC có thể sử dụng hàng năm mà thôi À, và điều mình muốn chia sẻ ở đây đó là chúng ta có thể nhìn thấy được là công Ripple, họ nói là trong 2 năm qua kiện tụng với SEC họ đã tốn khoảng chừng là 200 triệu đô la rồi. Và đó là một công ty mà thôi các bạn đương nhiên Ripple cũng có rất nhiều tiền nhưng mà chúng ta cứ thử nghĩ Coinbase và Binance thì có bao nhiêu tiền? À dựa theo những cái thông tin uh, tin đồn chúng ta biết đó thì Binance đã để riêng ra khoảng chừng là 1 tỷ đô la cho cái vụ kiện tụng này không biết cái đó thật hay không các bạn nhưng mà đó là tin đồn mà thôi Coinbase vẫn chưa lên tiếng nhưng mà các bạn thấy là Brian Armstrong cũng, cũng khá là cương đó và cũng đã mướn rất nhiều luật sư để chuẩn bị cho vụ kiện tụng này nói chung thì nhận định như này không biết là có chính xác bao nhiêu nhưng mà cái giáo sư này thì nói là khả năng SEC phải thỏa thuận mà thôi chứ còn không thể nào mà cứ đối đầu với những công ty mà có nhiều tiền như vậy được tại vì kéo dài những vụ kiện này ra thì SEC sẽ không có còn chi phí để tiếp tục nữa. Đó là nhận định đến từ giáo sư Alexander trên đài CNBC. Các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới.